nhiều view. Anh giờ này là bò đông đông nhất chưa anh? Dạ. Cá ngừ à? Dạ. Cá xinh xanh cũng là nó luôn. Cái gì? Cá ngừ á. Dạ. Cá mập. Cá mập ha. Dạ. Còn cái này là còn cá mập luôn. Bí hòn hả? Bí hòn. Dạ. Chịu bán không vậy? Chịu cá lớn. Chịu cá lớn bự không? Cá lớn là anh đủ cá. Dạ. Này là ký nhiêu hả chị? 55 ngàn. Dạ. Cái này như là lần đầu tiên em gặp cái này luôn á. Chào tất cả chú anh chị và các bạn. Cái vui gặp lại của chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay có dịp về Phan Thiết nên em trở lại cảng cá Cồn Trà. Để về cảng cá Phan Thiết cho chú xem nha. Hiện tại thì em đang đứng ở cầu Trần Hưng Đạo nè. Đi thẳng qua cầu này mình rẽ trái á, là mình sẽ tới cảng cá. Còn mình đi thẳng, mình quẹo phải, mình sẽ đi qua chợ Phan Thiết nha. Ngày mới xin chúc tất cả chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui. Hôm nay trở lại phố Phan Thiết thấy có rất là nhiều cái đổi mới lắm luôn cô chú, rất là đẹp. Buổi chiều ở bãi đá ông Địa thì mọi người đến đây cũng rất là đông nha. Đây là sông Cà Ti nè, có rất là nhiều thuyền bè đang đậu đây. Hiện tại là khoảng 6 giờ sáng cô chú, em chạy qua cầu Cảng Đạo rẽ trái là sẽ tới được cái cảng cá. Cảng cá này là cảng cá lớn nhất Phan Thiết nha. Đó, đây là toàn cảnh của thành phố Phan Thiết. Sáng nay thì trời nắng rất là sớm luôn. Bên kia là cầu sắt với cầu bắc qua đường Trần Phú cô chú. Trên đường Trần Phú. Quay cảng cá này xong thì em sẽ trở về lại chợ Phan Thiết để quay một vòng chợ Phan Thiết cho chú xem nữa. Giùm em cái này. Wow, trời sáng nay rất là đẹp luôn nha cô chú. Cái này buổi trưa rất là nắng. Chỗ này về hàm Tiến của Mũi Né là khoảng 15 cây. Buổi chiều của chú về bãi đá ông Địa cũng tắm cũng rất là mát. Buổi chiều ở đây cũng ít sóng nữa. Buổi sáng thì thấy đây rất là đẹp, mọi người ở đây chụp hình cưới cũng nhiều lắm. Chờ thẳng này vô là mình sẽ vô tới cảng cá Cồn Trà nha. Em đứng ở đây em quay về cảnh cho chú xem. Đây em đã đứng trước phía trước chợ cá Cồn Trà cô chú. Ở đây hay còn gọi là cảng cá Phan Thiết, là một trong những cảng cá lớn nhất ở thành phố Phan Thiết luôn. Ngoài ra còn có cảng cá Phú Hài nữa. Rồi em sẽ bắt đầu từ phía bên tay trái qua nha. Hiện tại thì mọi người đang hoạt động tấp nập luôn. Rất là nhiều cá ngày hôm nay luôn cô chú. Hiện tại thì đang là mùa gió mùa Đông Bắc á, nên cá nó cũng ít hơn mùa khác. Và wow, cái này cá gì bự luôn nè. Đây con cá bự lắm cô chú. Còn cái này là con cá gì hả cô? Cá thù. Cá thù à? Dạ. Wow, cá thù bự lắm. Cái này chắc mười mấy ký luôn hả cô?
Dạ. Cá bự là 10 kg, nhỏ là 5 kg, 3 kg. Cá bự lắm luôn cô chú. Nhiều view. Anh như này là hoạt động đông nhất chứ anh? Đông rồi. Dạ. Lúc 3 sáng bây giờ hả? Đúng rồi. Rồi cá thu bự quá. Cá này đem đi chợ bán hay là bán nhà hàng anh? Lên chợ. Đây, vừa gần cho chú xem nè, cá thu bự lắm. Cá thu này là hơn nửa mét nha cô chú. Gần 1 mét luôn á. Dạ. Tao mua một chụp hình chụp bóng này. Dạ. Người nước ngoài luôn. Cái này là cá giống cá bóng á anh. Cá đục. Cá đục trắng. Dạ. Cái này cá cũng nhiều lắm cô chú. Buổi chiều có một buổi kia vô nó phải không anh? Chiều có cái lưới vô. Dạ, cá lưới 2 hả? Dạ. Còn có bữa nay đi vô chảy. Đi vô chảy hả nha. 3 giờ mới vô. 3 giờ mới vô tới mấy giờ mới hết anh? 5 giờ. Dạ, tới 5 giờ vậy là sáng. Ngày nào ở đây cũng có 2 đợt ha. Sáng này còn 4 giờ chứ đi quay nữa đi. Dạ. Cái này cũng 6 giờ. 4 giờ. Dạ. Dạ, anh cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn cô nhiều luôn. Cá thu này cô dở lên bự lắm. Đó. Wow, ở đây cá này cô chú. Cô kêu đi vô hướng bên đây nè, cá nhiều lắm. Em sẽ đi hướng bên đây, đi qua bên kia. Tại cá lên đây tấp nập luôn. Nãy em một anh có chia sẻ là ở đây có 2 đợt nha. Đợt đầu tiên là từ 3 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Còn đợt thứ hai là từ 1 giờ đến 5 giờ 5 6 giờ chiều luôn. Buổi chiều cá lưới vô thì cá bự hơn. Rất là mực hả chú? Tôm à, dạ. Đây mình mua về bán lại hả chú? Dạ. Đây cá nè. Cá đục. Cá đục. Dạ. Cá đục là cá nãy bữa nay. Cá đục là cá trắng trắng. Dạ. Cá đó cá... Cá trâu. Dạ. Cá bãi trầu. Cá bãi trầu hả? Cá bả chầu. Đây nhiều là cá lâu lâu đi quay cá biển nên không có nhớ. Cá bả chầu của chú. Đó, đây là toàn cảnh của cảng cá Cồn Trà. Chợ cá Cồn Trà. Hiện tại thì nước cũng hơi cạn cô chú. Rồi rất là nhiều cá ngày hôm nay. Đây mấy cô bán mực nè. Đó. Hiện tại thì cũng có nhiều ghe cập bến đây nè cô chú. Bên đây khu bán mực. Đầu chợ bên đây là khu bán mực nha cô chú. Còn bên đây bán ghẹ. Hôm nay thì em thấy có nhiều loại cá lắm. Đây. Bên đây cũng có chỗ ăn sáng luôn. Để bán bánh canh cô chú. Đây bán bánh canh mọi người ăn cũng rất là đông luôn nè.
bánh canh cua. Bên đây thì có nhiều ghe cá đang lên hàng ở đây nè. Ghe này mới cập bến đó cô chú, đang đem cá lên. Đó, với ghe mấy anh đang đem cá lên đó. Ồ, cái này rất là nhiều cá luôn nè cô chú. Bên đây ghe đậu bên đây, nước hiện tại thì cũng đang cạn, không có nhiều. Cây sông Cà Ti thì khoảng 70 cây số cô chú, chảy qua thành phố Phan Thiết luôn. Đây, trên này mấy anh đang lên cá đây nè. Đây cá đang lên nè cô chú. Dạ. Dạ. Ghe này đi bao lâu mới vô một lần nha anh? À, 2 ngày em à. À. Mẹ ở đây cũng thân thiện lắm cô chú. Wow, cá cái gì anh? Cá ngừ à? Dạ. Ở đây mấy anh cũng rất là vui. À. Ghe này đi 2 ngày vô một lần. 3 ngày. Dạ. Đi xa bờ không anh? Đi xa không? Cách 52 lý. 52 lý hả? Đây cá đây. Cá này gọi là cá đục phải không anh? Cá nục phải không anh? Cá ngăn. À, hiện tại đang mùa cá ngăn gì á. Dạ. Này cá này là cá ngăn của chú. Hiện tại đang mùa cá gì anh? Hiện tại là đang mùa cá gì á? Cá tầm lớn hả? À, đang mùa cá gì á? Vô mùa ha. Dạ. Vô mùa là từ từ cá nục. Dạ. Hiện tại hả? À. Hiện tại cá nục với cá ngăn hả? Nục ngăn. Dạ. Wow. Cá ngừ. Đưa nó bóp lên, đưa nó bóp lên, trời ơi. Cái bóp mình bắt được luôn ha anh? À, được chứ, bóp nó quánh 50 dạ. Tấn hoài. Em tưởng đâu là cái bóp ta nuôi không chứ. Có, bóp thì đánh hoài chứ. Là cho cái tìm anh ghế biểu thương. Chú chắc cái bà già thì bên này bắt đầu được bên đây rồi nha. Hiện tại đang mùa cá ngăn đó cô chú. Buổi sáng thì cá đây thì thường bỏ mối cô chú. Thường sẽ giao đi những nơi khác vào buổi sáng. Còn buổi chiều thì giao cho những khu vực lân cận như là chợ nè, rồi nhà hàng này kia. Này cũng có rất là nhiều loại cá nha.
nay thấy nhiều cá lắm luôn cô chú. Đa số là cá nục. Cá này có bán lẻ hàng con không cô? Con này ca 1 kg nhiều thì bán cho con đi. Cô nói chị. Cô căng như con nha. Đây cá ngừ quá. Không, em mua con cá này nè. Em mua con cá này nè. Cô bán nguyên sọt không hả? Không bán con hả? Không, nhà con ít, nhà con ít người lắm, không hết. Con bự nữa. Dạ. Ký nhiêu cô? 50 ngàn con à. Dạ lấy con cơm bự này luôn đi. Cái này 90 ngàn, 1,8 hả? Dạ. Đây con cá ngừ cô chú. Rồi. Đây nhà con cũng ít người nên dạ ăn con đó đủ rồi. Cho con gửi tiền con. Đây rất là nhiều cá luôn rồi chú. Ở đây thường ta bán sọt gì không hả cô? Dạ. Cô lấy bọc đựng cho con đi. Dạ. Cá này còn cá gì anh? Cá nhồng hả? Dạ. Đây còn cá nhồng nữa cô chú. Cái nhồng cô bán ký nhiêu cô? 50 luôn hả? Dạ. Dạ. À. Chú đi mua cá luôn hả chú? Mua cá gì ăn hay là cá gì bán? Đi làm cá. Dạ. Xúc cá luôn. Xúc cá xúc rồi chú ạ. Vậy hả? Làm cái gì? Bờ mấy. Dạ. Chú làm cái ghe hả? Như là sạp nào cũng có những cái loại cá này. Hôm nay mùa cá này thì cá này rất là nhiều luôn. Đây cá liêm kiềm nè. Wow, chị đổ ra luôn rồi nè. Cái này gọi là cá liêm kiềm phải không anh? Cái dẫu hả? Dạ. Nhói xương xanh. Cá xương xanh cũng là nó luôn. Cái này là cá nhói. Cái nhói. Nhói xương xanh. Nhói xương xanh. Dạ. Lâu lâu đi ra đây quay quên cái tên cá biển. Này nhói anh à. Này nhắm mùa này. Cá nhói dài bự nữa, nó lớn rồi, nó lớn rồi, nó bự dài. Dạ, là con cá xương xanh đúng không? À, xương xanh. Con cá này là ăn chết ngừ. Cá ngừ hả anh? Cá nóc. À, chết luôn, con mẹ nó bắt dài, bể đầu. Nó có độc hả chú? Trời ơi, độc lắm, nào hả? Đây, con cá này còn là cá xanh xương, xương xanh đó. Xương xanh chứ không phải xương. Dạ. Thường hay gặp trong chợ con cá bự lắm. Còn cá này cá loại nhỏ nên em tưởng đâu là con cá liêm kiềm cũng mà. Cá xanh xương. Đi quay ở đây thì không có được bốc cá của mấy cô nghe cô chú. Em đi quay khu vực cảng cá này mấy lần nên em biết. Ở đây thì người ta kiên kỵ bấm bóc cá lắm. Nhưng con nó bóc cá là bán không được nên em chỉ đi quay thôi. Thế nào mua cá được thì em sẽ mua. Ở đây mấy cô đem cá lên làm bán cái đó cũng đông lắm kìa.
Mấy cô bán mua ở đây sau đó đem lại chợ bán. Lần nào ở đây cũng gặp mấy cô cãi nhau hết trơn. Đây đang hoạt động tấp nập lắm luôn cô chú. Ghe này lên cá xong hết rồi nè. Ồ giờ này nước cũng đang chảy vô nè cô chú. Sáng sớm em lại đây thì thấy nước cũng rất là cạn luôn. Bên kia thuyền thúng bên kia. Còn mình đi ra hướng này là mình đi về lại cửa biển đó. Cảng cá Cồn Chài này em cũng đã từng quay một lần. Đây ta làm khô quá. Hôm nay là ngày chủ nhật cô chú. Nên thấy mọi người ở đây cũng mua cá cũng nhiều. Wow, cá nó bự quá. Chú cho con hỏi con cá đó cá gì hả chú? Không. Con cá bự á. Dạ. Cá mập. Cá mập ha. Dạ. Ồ cái này là con cá mập luôn. Dạ. Mẹ nó con này lớn này nhỏ. Con này con lớn, con lớn này con nhỏ. Thường cái mập cá này mắc tiền không chú? Nếu mà tính vuông vi là 80.000 ký. À. Còn mà lấy vi lại dạ. Là 70.000. Dạ. Wow, cái này là con cá mập của chú. Có con nó lớn khoảng 3 tạ. Dạ, 3 tạ là cỡ 100 mấy ký hả? 3 tạ là 300 ký á. À 300 ký. Con cái này con có gì con quên rồi chú. Đây con cá lão. Cá lão. Đây là cá thu. Cá thu. Dạ. Cái này bán cá bự không hả chú? Cô chú có đi mua cá bự bự là đây ghé chỗ này nè. Có bán cá mập luôn. Cá lão. Cá thu. Cá này cá gì hả chú? Cá cháo. Cá cháo cháo. Mua này thì ăn cá này nè ngon hơn. Cá nào chú? Cá thu á hả? Thu nó béo hơn. Béo hơn. Cho đến tấn 2, tấn 2 tháng 5. Dạ. Là nó ít béo. Hãy nói cá thu ký nhiều chú. Này tới 220 lận. 22 ký. Dạ. Cá lão. Ở đây hình như là có chỗ này bán cá này thôi hả chú? À, vì cá chú ở ngoài đảo Phú Quý á. Đảo Quý vô. Chuyển vô. Dạ. Là ngoài bán chỗ này không hả chú? Còn ở đây cũng có cá thu là chỗ này không. Nhưng mà người ta đánh lưới. Dạ. Thì nó xấu cá hơn với lại hai trẻ. Dạ. Ủa chú bán có bán hiệu gì không? Con quay con giới thiệu luôn. Hả? À, có chứ. Có ở đây con nhập ra. Đây giữa cá Bạc Hà hả chú? Đây là chú dừa cá Bạc Hà. Số điện thoại là 0918 171 584. Đó. Ngày nào cũng có cái này hả chú? À? Ngày nào cũng có cái này hả? Mùa này thì ngày nào cũng có. Dạ. Cho đến thứ tháng 4 sang năm. Dạ. Ở đây cá anh thấy cũng rất là tươi. Chú nói là cá này là chuyển từ Phú Quý vô đó cô chú. Lần đầu tiên em đi thấy bán được á, bán cá mập gì luôn á. Đó giờ em cũng chưa thấy cá mập ở ngoài nữa cô chú. Từ bữa này mới được thấy nè. Chú nói bán lấy vay lại á thì nó rẻ hơn.
còn bán luôn vây thì nó sẽ mắc hơn. Đó. Cái này cá gì hả chị? Cá mò hả? Cá bò. Dạ. Đây cái này là cá bò, này làm chả hả chị? Làm khô. Khô tẩm phơi. Tẩm phơi, giống như là khô cá chỉ vậy hả? Đúng rồi. Tẩm phơi. Cá gì là bự vậy chị? Con bự nữa, cá bự bằng cái này. Và cá bò. Bự con 7-8 ngàn ký cũng có. Dạ. Con này là nhỏ rồi. Mày làm YouTube trên lên kênh nào? Dạ đây đó An Giang. Hả? Đây đó An Giang. Dạ. Đây khô nè cô chú. Có ốp không chị hay là để nhiều hơn luôn? Dạ. Túi mua ốp. Dạ. Ủa, không bán một ngàn á chị, mua 1 ngàn vô. Em bán chị giá này để em mới lỗ. Mình phơi ra khô là 1 ký bao nhiêu hả chị? Mấy trăm ngàn một ký. Dừa cá mình tên gì chị? Cá bò. Dạ. Dừa cá hả? Dạ. Yến hòn. Yến hòn hả? Yến. Yến hòn. Dạ. Okay. Có nhiều loại cá. Dừa cá chị là yến hòn. Em cảm ơn chị nhiều nha. Bên đây những cái sọt cá ngừ bên đây nè. Bên đây là cá cá thu. Màu đủ á, màu đủ là có cá trắng à. Cho mày đủ cho mà thiếu bà nữa mày đủ. Em qua đây quay cá ngừ chú xem nha. Cá cũng rất là ngon. Đó. Đây thường người ta lại ta mua là người ta mua nguyên một sọt không à. Đây và bên kia là bán cũng nhiều, rất là nhiều luôn á. Cá thu nè. Wow, cá nó bự. Cô cá này khoảng 10 ký không cô? Sáu ký tư à? Cá bự quá rồi, 6 ký 4 ha. Còn con cá này cá liệp kìm như bự dưới cô? Cá này nha. Dạ. Cá này cá chì dâu. Cá chì dâu. Dạ. Cá thu. Cá thu đó cô bán ký nhiều hả cô? 100 mấy một ký hả? Dạ. Rẻ hơn bên đây, nãy bên đây mắc hơn. Dạ. Thu nhồng. Nó rẻ hơn con kia. Dạ. Nó rẻ hơn con này, con này có 178 gì luôn. Dạ, thu này là gọi thu gì cô? Cái thu mình đó, cái thu mình đó, cái thu. Dạ. Còn thu lai. Nó không, bà không có giá trị bằng cái này hả? Dạ. Con lâu đi ra biển con quay con không rành nữa. Thì là cô bán hết cá chưa? Cô hết rồi, cô đi. Hết rồi. Rồi cô quay nha. Dạ.
chợ này diễn ra lúc 3-4 giờ sáng á, cho đến 8 giờ sáng là hết rồi cô chú. Đây cá ngừ. Mấy cô này đa số là mua xong rồi bán là ra chợ á. Dạ lên YouTube. Quay đi. Dạ. Chiều có bán không chị? Chiều cá lư, chiều cá lư bự không? Cá lư là anh rượu tới cá. Dạ. Giá tiền nữa. Cái này là cá mó phải không chị? Cá dốc. Dốc dốc dốc. Cá dốc hả? Dốc vàng, dốc vàng. Dạ. À, cô chú lại đây mua cá lại kia này nè. Cái này cũng vui vẻ. Muốn tính giá để con lên YouTube không mơ. Dạ. 585 mấy thì cháu lại 15 ngàn. Cá bí. Dạ. Bí vàng. Cô chú có đi chợ ghé cái quầy của chị này nè, chị cũng vui. Rồi tôi lên quầy. Giữa mày tên gì chị? Giữa mình tên gì? Giữa mình Tâm Tính nè. À Tâm Tính hả? Dạ. Dạ. Cá này mới chị mới lên luôn á. Bán cho bà sao cho về bán cho màu á. Cá này 30 nhiêu nãy. Bà ơi ta bán 40 lận bà ơi. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị mai ăn đắt nha chị. Chưa cá Tâm Tính. Chị đó cũng vui chứ kêu em quay. Ở đây cá nhiều lắm luôn cô chú. Đó. Lâu em đi gặp cá cái em quên cá gì luôn. Không biết tên của nó, quên tên nó cô chú. Quay cá nước ngọt với quen. Cá mú. Này cá xanh xương nè. Anh cá xanh xương ngon không? Này cái này xanh xương phải không? Dạ. Cô bên đây chắc cô mua cá lại nè. Không biết con cá này là con cá gì luôn. Cái này gọi là con cá gì hả chị? Cá cục hả? Dạ. Em xin phép quen cá cục xíu nha. Bữa nay quá chờ cá luôn rồi chú ơi. Này là cái nhiêu hả chị? 55 ngàn. Dạ. Cái này như là lần đầu tiên em gặp cái này luôn á. Cái này là chim hả? Dạ. Làm YouTube hả? Dạ đúng rồi. Qua đây nè, qua đây cháu mới lấy chim đây nè. Ba triệu sáu. Lấy chim cho giả là. Anh gì bán đây hả? Kéo, anh kéo. Dạ, anh kéo. Ai này là kéo gì không đó cô chú. Chị này chắc mua lại về chợ bán hả chị? Dạ. Chị bán chợ Phan Thiết hay chợ nào chị? Chị mua bán lại chợ Văn Thiết đó cô chú. Cô chú có ra chợ mua gặp chị này mua nè. Còn vô đây thì mua của chị này. Dạ, hãng này sân lắm, đó gì yeah. Tao mới vô nè. Dạ. Ghe này đi bao nhiêu lâu mới vô một lần hả chị? Hai ngày. 55 ngàn một ký. Năm mươi lăm.
Con này là con xanh xương phải không chị? Cá cờ. Nhiều là cái giống giống nhau không em không nhớ tên. Cá cờ. Mười mấy ký chị? 11 ký gửi. Hiểu không chị? Hai bỏ con lụa. Đây là 11 ký gửi chưa chưa bị rồi phải không? Anh nhớ chị á, chị mua đây em. Không. Không được mua đây chị. Không tìm mình đây mấy cô bán cá rất là tươi ngon nha. Mấy cô nói là cá vừa mới vô không đó. 1 ký gửi 500 gửi. 550. 7 48. 48 đó. Không bán gì tí. 17.000 bạc chi không bán. Mua bà dạ. Cảm ơn chị, cảm ơn cô nha. Chúc cô chị bán đắt nha chị. Đây quay này là lên vậy hả? Đó còn đó. Dạ. Chú bà hạ anh. Đó, đây là trong nhà làm chợ cồn trà của chú. Chợ này cũng rất là dài luôn á, tút vào phía bên đây luôn. Cô chú anh chị đi vô căn cá thì đừng có mang giày nha, mang dép hoặc là mang ủng á, dễ rửa, mang giày về nó rất là hôi luôn. Hôm nay có rất là nhiều ghe đậu đây nè. Này là chở vô chợ nào anh? Cái này là chợ Phan Thiết. Chợ à, anh chở, anh chở vô chợ Phan Thiết hả? Em chở ra ngoài Mũi Né rồi anh. À, chở ngoài Mũi Né rồi hả? Sáng giờ đi mấy cốt rồi anh? Sáng giờ chở nước Nghệ, bây giờ mới chở ra Mũi Né rồi. Dạ. Cái này chắc là con cá cơm phải không anh? Cá cơm. Rất nhiều ghe lớn đậu đây nè, ghe Bích Thanh, ghe số 4. Ở đây là lúc khoảng 3-4 giờ là người ta đã đây rất là đông luôn rồi cô chú. Còn em đi lúc 6 giờ là. Rồi đây là cuối chợ rồi đó. Anh kia trên đây bán cá bóp nè. Đó. Cái này cá bóp phải không chị? À, cá bóp anh. Dạ. Cá bóp của chú. Lần đầu tiên em đi thấy nhiều cá vậy luôn á. Nhìn rất là ham. Quay là bán đắt hơn chứ tiền nữa đó. Dạ. Chị sẵn không? Chụp hẳn cái này cái gì hả chị? Cá chim. Dạ. Cái chim này cá bóp á. Đây là cá chim luôn hả chị? Cá chim luôn hả? Cá bè trắng. Đây cá bè trắng luôn chú. Cảm ơn chị nhiều, chúc chị bán đắt nha chị.
lần đầu tiên gặp nhiều cá gì luôn á, rất là ham. Lâu đi quay cá biển nên không có gành cá, mong cô chú các bạn thông cảm nha. Đây cá bóp quá trời cá bóp luôn nè. Đây chắc là bán tôm, có thấy có để máy oxy. Đây tôm một chút. Đó. Tôm sú. Đây là chỗ bán tôm. Lô tôm đây luôn nè cô chú. Ở đây đi qua lại xong thì có cô chèo xuồng ở đây nè. Cô chèo qua lại xong á. Đây những ghe nhỏ đang đi vô nè cô chú. Chú thấy xa những cái xuồng nhỏ nè là chở người về ăn của mấy người đánh cá vô bờ á. Cậu bên kia thì đi xuồng nhỏ qua đây. Ghe này lên từ sớm giờ chưa xong nữa nè cô chú. Ghe này là xong rồi nè. Còn có thuyền thúng chạy vô nữa kìa. Chuẩn bị đi nữa hả chú? Dạ. Chú chuẩn bị đi nữa hả? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Đi bao lâu mới vô lần chú? 2 tuần. 2 tuần mới vô lần. Dạ. Chú mới vô tìm hôm hả? Mới vô mà bán cá xong thôi. Dạ. Vừa mới vô chú bán cá xong chứ đi nữa rồi. 2 tuần vô 1 lần. Dạ. Con ở An Giang lên đây quay. Ở An Giang. Dạ. Công viên dừa hả? Làm kẹo á. Làm kẹo hả? Kẹo về Bến Tre hoặc là Vĩnh Long mới có nhiều dừa chứ. Trà Vinh nữa. Dạ đây đó An Giang. Em có làm đó hả? Gì hả? Cảm ơn chú nhiều nha. Đây đó An Giang. Dạ. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, chiều nay giờ mới lên là có. Dạ có. Rồi mình đi ra căng cá cùng chài cô chú. Ngày biển mới thấy mấy chú cực quá trời cực rồi. Thấy chú nào cũng sơ sáng hết á. Ở đây có đồ ăn luôn. Chỗ này thì lúc nào mấy cô mua bán cũng lớn tiếng cự cãi nhau cũng nhiều lắm. Xe tải vô nữa nè. Bên đây là cá cơm nè cô chú. Có bạn rồi.
Nico đi mua cá cơm về, chắc là làm khô quá. Đây là cá mó cô chú. Cá này thì em biết nè. Đây là ốc giác. Mùa này thì em thấy ít có ghẹ với lại ốc. Bây giờ thấy ghẹ luôn. Rồi bây giờ cô chú anh chị bạn của em về lại chợ Phan Thiết nha. Chỗ này cũng cá nhiều lắm luôn nè. Cá mó. Giờ này thấy buổi sáng tấp nập hơn buổi chiều nhiều. Đây là 7:20 cô chú. Chờ ít hơn hồi sáng, em đi lại đây là chuyện đông lắm. Cô đi mua cá hả cô? Lấy kết. Cô chú đi chợ này thì đi buổi sáng sớm á, còn 7 mấy 8 giờ là ít rồi. Em mình nhả đây luôn hả cô? Ở Sài Gòn à? Dạ. Rồi vừa gọi là cảng cá Cồn Trà thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nha cô chú. Giờ em sẽ đi lại chợ Phan Thiết để quay chợ Phan Thiết cho chú xem nữa. Cũng lâu lắm rồi chưa có quay chợ Phan Thiết. Dọc theo đường này mình tới đầu cầu rẽ trái, còn có một cái đường đi chạy vô rẽ phải nữa là mình sẽ tới chợ Phan Thiết. Đây có mấy chú chạy xe, xe này gọi là xích lô. Chở khách nhưng mà hiện tại em thấy cũng vắng khách lắm. Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng mà cũng hơi vắng. Thường ngày có đông khách không chú? Thường ngày có đông khách không á? Ít lắm hả chú? Dạ. Dạ. Bữa nay là chủ nhật nhưng mà khách cũng rất là ít nha cô chú. Chiều là mấy cô lấy cá về bán. Cô chú chơi cá hả? Khách bây giờ người ta đâu có đi đâu. À, con tưởng là chú chở khách chứ. Đi chứ thổ là cái đi taxi được không à? Chở cá cho mắm chứ. Dạ. 4 giờ sáng giờ kiếm được cũng 30 ngàn luôn. 4 giờ sáng giờ hả? Ờ. Dạ dạ. 4 giờ sáng giờ chú kiếm được có mấy chục ngàn thôi. Dạ. Thường khách du lịch thì dạ. Thường khách du lịch thì người ta đi xe ô tô đậm đây nè. Trong đây thì có chỗ giữ xe máy luôn. Còn đây là chú chạy xe xích lô. Nhà chú ở đây không chú? Dạ. Ngày thường chú được nhiều nhất bao nhiêu tiền? Cũng hên xui rồi. Hên xui hả? Nhiều thì chạy kiếm 70-80. Dạ. Kiếm 100 là thấu à. Dạ. Còn sáng mãi vừa chạy được 40 ngàn à. Dạ. Còn sáng giờ á. Dạ. Xe này chú chạy rất lâu lắm hả chú? Lâu rồi, chú cầm xích lô chú chạy mấy chục năm rồi, mà 3 mấy năm rồi. Dạ. 37 năm rồi. Chiếc xe xích lô của chú nè cô chú, nó đã đen cũ rồi. Dạ. Xe này chắc lâu lắm chưa chú? Xe này cũng lâu rồi. Dạ. Sơn lại nó không có xét. Dạ. Thấy bánh nó bự hơn xe đạp thường ha. Hả? Thấy cái bánh nó bự hơn xe đạp bình thường. Dạ. Đó, xe xích lô chú sáng giờ chạy được 30-40 ngàn rồi. Chắc thường chú chở mấy cá về chợ bán quá hả? Chở mấy bà đó có mua cá về lên chợ bán. À dạ.
bữa nay có duyên gặp chú, con thay mặt cho chị Nguyễn Dung Hoa tặng chú 200 ngàn để có thêm niềm vui nha, cho chú may mắn. Cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn cô gì? Cô Nguyễn Dung Hoa. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Chúc con có sức khỏe. Dạ, bye bye chú. Nay gặp chú chạy xe xích lô ngồi đó, chú than là sáng giờ được có 30-40 ngàn à, nên em thay mặt cho chị Nguyễn Dung Hoa tặng cho chú 200 ngàn cho chú thêm niềm vui. Số tiền của chị còn lại là 4,1 triệu, em sẽ dùng trong các video lần sau. Em Thành cảm ơn chị rất là nhiều. Đến đây thì em xin kết thúc video em tại đây. Cảng cá Cồn Trà hay gọi là cảng cá Phan Thiết là cảng cá lớn nhất thành phố Phan Thiết này luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau nha.